Bố mới mất, cô gái lấy chồng xa nhà, xem camera thấy mẹ lủi thủi một mình mà nghẹn ngào trào nước mắt. Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh xúc động của một cô gái xa gia đình, rời xa mái ấm và vòng tay bố mẹ để đi lấy chồng. Cụ thể, cô gái đã đăng khoảnh khắc mẹ của mình lủi thủi một mình lọ mọ đêm hôm ra sân phơi lúa. Ngôi nhà lúc này đã trống trải hơn bao giờ hết trước sự ra đi của bố. Đính kèm đoạn video, người đăng tải nghẹn ngào: "Chắc là mẹ đang nhớ bố lắm bố ơi. Năm ngoái mùa gặt bố vẫn còn, bố ở nhà dọn lúa cho mẹ. Năm nay thì chỉ còn nhìn nhau qua tấm ảnh thờ. Rồi nhìn đâu cũng thấy toàn kỷ niệm mấy chục năm bên nhau. Con đi lấy chồng, mẹ ở nhà ngồi bần thần quanh quẩn ngoài sân mà thấy xót xa. Người ra đi là hết, nhưng người ở lại mới là người phải đối mặt với đoạn đường chênh vênh không biết phải tự đi một mình như nào đây." Năm ngoái lúc cô lên xe hoa, bức ảnh gia đình vẫn còn đầy đủ các thành viên. Vậy mà giờ đây, bố đã ra đi mãi mãi. Được biết, gia đình cô có hai người con gái. Cô là chị cả, đã đi lấy chồng được 2 năm nay. Dưới cô còn có một cô em gái đang đi học xa nhà. Vì hoàn cảnh nên cô không thể cận kề chăm sóc, chỉ có thể nhìn bóng dáng mẹ qua camera mà thôi. Cô tâm sự: "Điều mà con hối tiếc nhất là chưa làm được gì cho bố mẹ đã đi lấy chồng. Con xin lỗi vì đã để gánh nặng lên đôi vai của mẹ, để mẹ phải gồng gánh một mình." Cư dân mạng chia sẻ với cô gái cùng gia đình, mong cô mạnh mẽ tiếp tục cố gắng. Bạn có đồng cảm với cô gái trong câu chuyện kia không? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận cũng như tiếp tục cùng kênh cập nhật những câu chuyện ý nghĩa mỗi ngày bạn nhé.